Bão số 3 sau khi vào đất liền đã gây gió mạnh cấp 6 cho khu vực tỉnh Quảng Ninh. Từ trưa đến tối ngày 7 tháng 9, gió sẽ mạnh lên, mưa lớn diện rộng tại thủ đô Hà Nội. Sáng ngày 7 tháng 9, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông tin về diễn biến mới nhất của bão số 3. Cụ thể, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ lúc 6 giờ sáng ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng 160 km, sức gió mạnh nhất cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sau khi gió gây mạnh cấp 6 cho khu vực tỉnh Quảng Ninh, thì sáng và trưa ngày 7 tháng 9, gió sẽ mạnh lên và mở rộng ra ở khu vực này. Sáng ngày 7 tháng 9, tại Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, cao điểm là từ trưa đến tối ngày 7 tháng 9. Với các tỉnh sâu trong đất liền, mưa sẽ diễn ra muộn hơn và thời gian mưa kéo dài hơn. Lượng mưa được dự báo tại khu vực Đông Bắc Bộ là từ 100 đến 350 mm. Sáng đến trưa ngày 7 tháng 9, một số nơi có lượng mưa từ 100 đến 150 mm. Với lượng mưa lớn, nhiều tuyến phố, khu dân cư tại thành phố Hà Nội có khả năng bị úng ngập, ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt. Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng do tác động của hoàn lưu bão, từ chiều và tối nay, Hà Nội khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Gió mạnh, gió giật có khả năng làm gãy đổ cây, như cơn dông lốc vào chiều ngày hôm qua. Vì vậy, người dân cần lưu ý trong chiều và tối ngày 7 tháng 9, người dân hạn chế ra đường và tốt nhất không nên ra khỏi nhà.